À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào các em. Chào mừng các em quay trở lại với tiết học của Việt Sách. Ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ đi giải đáp một số câu hỏi trong bài 17 áp suất chất lỏng và chất khí, bộ sách khoa học tự nhiên 8 cánh diều. Phần câu hỏi đầu bài. Đổ đầy nước vào một quả bóng cao su và buộc kín đầu bóng. Khi đó ta thấy quả bóng căng lên. Nếu ấn tay vào quả bóng, ta có thể cảm nhận được một lực đẩy tác dụng lên ngón tay. Hoặc nếu bóp mạnh quá, quả bóng có thể bị vỡ. Vì sao lại như vậy? Vì khi bóp quá mạnh vào quả bóng sẽ gây ra áp suất lớn tác dụng vào chất lỏng và được chất lỏng truyền nguyên vẹn theo mọi hướng, sinh ra lực mạnh tác dụng lên vào quả bóng. Và khi vượt quá giới hạn chịu được thì quả bóng sẽ bị vỡ. Phần câu hỏi 1 trang 85 sách giáo khoa. Một chất lỏng đựng trong bình chứa có gây ra áp suất lên đáy bình không? Vì sao? Chất lỏng đựng trong bình có khối lượng, do đó nó có trọng lượng. Như vậy thì ta có thể trả lời rằng một chất lỏng đựng trong bình chứa có gây ra áp suất lên đáy bình vì nó có trọng lượng. Câu hỏi 2 trang 86 sách giáo khoa. Vì sao khi bóp ở giữa thì hai đầu của quả bóng ở hình 17.4 lại căng tròn? Khi bóp ở giữa thì hai đầu quả bóng ở hình 17.4 lại căng tròn vì chất lỏng lúc này dồn về hai đầu và tác dụng lực lên vỏ quả bóng làm cho nó căng tròn. Khi các em dùng tay bóp mạnh quả bóng, các em đã tác dụng lực lên quả bóng. Lúc này, lực do tay tác dụng lên quả bóng được các chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Do đó, nó bị dồn về hai đầu và làm cho quả bóng bị căng tròn lên. Câu hỏi 3 trang 86 sách giáo khoa. Nêu ví dụ về áp suất tác dụng vào chất lỏng được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Hình 17.7, đây đã minh họa nguyên lý làm việc của máy thủy lực. Đây chính là một trong những ứng dụng của sự truyền áp suất chất lỏng theo mọi hướng. Ví dụ khác, đó là trong một đường ống bơm nước, nếu như chúng ta tăng áp lực máy bơm lên, thì áp suất trong đường ống sẽ tăng mạnh, làm lượng nước chảy vào bồn nhanh đầy. Hay là các máy thủy lực dùng trong các ngành công nghiệp. Khi tác dụng một lực F1 lên piston A, lực gây ra áp suất P lên chất lỏng. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn đến piston B và gây ra lực F2 nâng piston B lên. Tùy vào tiết diện của các piston mà lực nâng có thể lớn hơn nhiều lần lực tác dụng, giúp ta có thể dùng lực của tay nâng được các vật nặng. Hay đây chính là một hình ảnh mô tả nguyên lý làm việc của máy thủy lực. Như vậy là chúng ta có thể dùng tay mà có thể nâng được những chiếc ô tô nặng. Câu hỏi 4 trang 87. Không khí có tác dụng áp suất lên thành bình và lên các vật ở trong nó giống như chất lỏng hay không? Không khí các em không nhìn thấy bằng mắt thường, không sờ được bởi vì nó trong suốt. Nhưng không khí có khối lượng. Và khi có khối lượng thì không khí sẽ tác dụng áp suất lên thành bình và lên các vật ở trong nó. Và không khí thì chiếm toàn bộ thể tích của không gian chứa. Luyện tập 1 trang 88. Nêu ví dụ thực tế chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Mọi vật trên trái đất của chúng ta đang chịu tác dụng của áp suất khí quyển. Có rất nhiều ví dụ ở trong cuộc sống chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Ở đây, cô nêu ra một số ví dụ như sau. Khi các bạn hút sữa, hút hết sữa ở trong hộp và hút bớt không khí ra bên ngoài, lúc này chúng ta thấy hộp sữa bị móp về nhiều phía. Nguyên nhân là khi hút bớt không khí trong hộp sữa, áp suất trong hộp sữa nhỏ hơn áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp, nên vỏ sữa bị bẹp theo nhiều phía. Hay đối với gói bim bim. Gói bim bim phồng to, nhưng khi bóc ra thì lại bị xẹp. Giải thích, khi bóc gói bim bim, không khí ở bên trong gói đã thoát ra bên ngoài, dẫn tới áp suất không khí bên ngoài lớn hơn áp suất không khí bên trong gói, làm cho gói bim bim bị xẹp theo nhiều phía. Luyện tập 2 trang 88 sách giáo khoa.
Tính áp lực do khí quyển tác dụng lên một mặt bàn có kích thước 60cm x 120cm. Để tạo ra một áp lực tương tự, ta phải đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng bao nhiêu? Đầu tiên, các em sẽ đi tính áp lực do khí quyển tác dụng lên mặt bàn. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh với áp lực của một vật nặng và từ đó chúng ta có thể tính được khối lượng của vật đó. Áp lực trên một đơn vị diện tích là 1 Newton trên 1 mét vuông. Diện tích của mặt bàn chúng ta tính được là 60 x 120 và bằng 7.200 cm² và bằng 0,72 mét vuông. Vậy, áp lực do khí quyển tác dụng lên mặt bàn có kích thước 60cm² x 120cm² là 0,72 Newton. Vậy để tạo ra một áp lực tương tự, ta phải đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng như sau. Theo công thức tính trọng lượng P bằng 10m, thì lúc này ta có m sẽ bằng P trên 10. Trọng lượng có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, đóng vai trò là lực F, áp lực. Nên ở đây trọng lượng P chính bằng F. Thay số vào chúng ta được 0,72 chia 10 và bằng 0,072 kg. Đổi sang gam được 72 gam. Câu hỏi 5 trang 89 sách giáo khoa. Ta cũng có thể cảm nhận thấy tiếng động mạnh trong tai trong trường hợp máy bay đang giảm nhanh độ cao để hạ cánh hay là xe đi từ núi cao xuống. Các em hãy giải thích hiện tượng này. Trong trường hợp máy bay đang giảm nhanh độ cao để hạ cánh hay là xe đi từ núi cao xuống, khi đó áp suất không khí tăng đột ngột làm mất cân bằng áp suất giữa tai giữa và tai ngoài, khiến màng nhĩ bị đẩy về phía trong. Nếu vòi nhĩ mở, thông tai giữa với họng hầu làm tăng áp suất không khí ở tai giữa, màng nhĩ bị đẩy nhanh chóng về vị trí cũ. Sự di chuyển nhanh của màng nhĩ gây nên tiếng động trong tai, nên chúng ta cảm thấy ù tai. Câu hỏi luyện tập 3 trang 89. Vì sao không sử dụng được rác mút với từng nhám? Chúng ta biết rác mút tường nhám tức là tường có bề mặt gồ ghề, khi ấn rắc mút lên nó sẽ không đẩy được nhiều không khí ra bên ngoài. Do vậy, độ chênh lệch áp suất bên trong rắc mút và bên ngoài rắc mút không đủ lớn để làm rắc mút dính chặt vào bề mặt tường nhám. Do vậy thì người ta không sử dụng được rắc mút với tường nhám. Câu hỏi phần tìm hiểu thêm trang 89. Năm 1654, nhà khoa học Erich Otto von Guericke, thị trưởng của Magdeburg, tiến hành một thí nghiệm lịch sử, úp chặt hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 30cm với nhau và hút không khí trong không gian giữa hai bán cầu. Hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con, kéo từng bán cầu cũng không tách được hai bán cầu rời ra. Hãy giải thích thí nghiệm này. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta úp chặt hai bán cầu rỗng và hút không khí ở bên trong bán cầu rời ra? Khi mà chúng ta rút hết không khí bên trong quả cầu ra, thì áp suất không khí bên trong quả cầu không còn. Khi đó ở bên ngoài vỏ quả cầu vẫn chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía, dẫn đến là quả cầu, hai bán cầu của chúng ta bị ép chặt vào nhau. Chính vì vậy mà lực của hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con vẫn không thể kéo được hai bán cầu rời ra. Đây cũng chính là một thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Luyện tập 4 trang 89 sách giáo khoa. Một số bình xịt đã cạn dung dịch. Khi ấn nút xịt, ta có thể nghe thấy tiếng xì mạnh. Vì sao? Lý do ta nghe thấy tiếng xì mạnh đối với một số bình xịt đã cạn dung dịch là do bình xịt đã đẩy không khí ở bên trong bình và bình xịt ra bên ngoài. Câu hỏi vận dụng trang 90. Nêu và phân tích một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống. Hình ảnh các em đang quan sát được ở đây đó là một nồi áp suất. Nồi áp suất không phải là một thiết bị dụng cụ nhà bếp xa lạ với chúng ta nữa. Công dụng của nồi áp suất là dùng để ninh thức ăn một cách dễ dàng hơn, ninh nhừ thức ăn. Nồi áp suất hoạt động trên nguyên lý đó là áp suất hơi bên trong từ việc đun sôi chất lỏng nước sẽ tác động trực tiếp vào khắp bề mặt thực phẩm.
Nhiều hơi nước nhiệt độ cao hơn mà truyền nhiệt nhanh hơn, do đó nấu thức ăn sẽ rất nhanh. Hay máy đo huyết áp. Chúng ta đo huyết áp bằng cách bơm căng khí vào một băng tay bằng cao su, và do áp suất của không khí tác dụng làm mất mạch đập của một động mạch, sau đó xả hơi dần dần và ghi lại những phản ứng của động mạch. Vậy chúng ta có thể đo được huyết áp chúng ta đang ở bao nhiêu. Vậy là ở bài này các em đã đi tìm hiểu về sự truyền áp suất trong chất lỏng cũng như là ứng dụng của nó trong đời sống và sự tồn tại của áp suất khí quyển và một số ứng dụng của áp suất khí quyển. Các em hãy luyện tập thêm các câu hỏi trong sách giáo khoa và sách bài tập. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.